xã Xuân Phổ cũng đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 CTTVK ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị. Vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021. Trong những năm qua, việc lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị 05 CTTVK của Bộ Chính trị được xã Xuân Phổ triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Giai đoạn 2016-2020, Xuân Phổ đã tổ chức 11 lớp tập huấn, quán triệt chuyên đề với trên 2.800 lượt người tham gia. Những kết quả đã đạt được trong thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng Bộ Xuân Phổ đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Kết quả sau 5 năm đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với nhiều phong trào thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực đã góp phần đưa Xuân Phổ trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay chỉ còn 2,27%, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,2 triệu đồng một người một năm. Đảng bộ 5 năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhà nước tặng huân chương lao động hạng nhì. Nhân dịp này, Đảng ủy Xuân Phổ đã tặng giấy khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.